ca khúc Sơn Tùng không hát trên sân khấu nhưng lại cho phép đồng nghiệp mang đi diễn. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, Sơn Tùng đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của nam ca sĩ suốt nhiều tháng qua, thế nên những khoảnh khắc có liên quan đến Sơn Tùng khi được chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng nhún nhảy cực nhiệt tình trên nền nhạc Chúng Ta Của Tương Lai tại sự kiện này. Theo đó, cứ ngỡ rằng nam ca sĩ sẽ biểu diễn ca khúc mới tại sự kiện. Tuy nhiên theo tìm hiểu thì Sơn Tùng chỉ cho phép ban tổ chức mở nhạc nền của ca khúc tầm nửa bài để nam ca sĩ nhún nhảy và giao lưu với khán giả mà thôi, tuyệt nhiên không hát một chữ nào. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, nhiều ý kiến đã đồn đoán rằng rất có thể giữa Sơn Tùng và nhãn hàng tổ chức sự kiện này chưa đạt được thỏa thuận để nam ca sĩ biểu diễn ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai trước đông đảo khán giả. Chưa kể, mức cát xê của giọng ca gốc Thái Bình từ lâu đã nổi tiếng là cao nhất V-pop, tùy thuộc vào bài hát mà nam ca sĩ sẽ biểu diễn. Ví dụ như bản hit cũ thì giá sẽ thấp hơn ca khúc mới. Với Chúng Ta Của Tương Lai, nhiều cư dân mạng đã cho rằng giá để nam ca sĩ biểu diễn ca khúc này chắc chắn là con số không hề nhỏ. Mặc dù Sơn Tùng chưa một lần biểu diễn Chúng Ta Của Tương Lai trên sân khấu, ngoại trừ buổi showcase ra mắt sản phẩm mới. Thế nhưng, gần đây, đã có đến hai nữ ca sĩ có được sự cho phép của Sơn Tùng để trình diễn ca khúc này trong các đêm nhạc của mình. Đầu tiên là Hiền Hồ. Trong đêm nhạc được tổ chức tại Đà Lạt cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã biểu diễn bản hit của Sơn Tùng. Hiền Hồ cho biết đã được sự đồng ý từ phía nam ca sĩ. Hiền chân thành cảm ơn anh Sơn Tùng MTP đã cho phép em được live cover ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai trên sân khấu. Không thể nào diễn tả hết được niềm vui và cảm xúc tại đêm nhạc hôm đó ạ. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Ngoài ra, Lưu Hương Giang là nữ ca sĩ thứ hai được Sơn Tùng cho phép biểu diễn ca khúc của mình một cách công khai. Lưu Hương Giang cho biết, cách đây 2 tháng, từ khi ca khúc được ra mắt đã gợi nhớ cho Giang đến những giai đoạn đầu khi Giang bước chân vào nghề và bắt đầu bằng alternative rock. Một bài hát hay và đến hiện tại vẫn còn rất viral. Giang cũng muốn gửi tới khán giả một cảm xúc mới, một phiên bản mới của ca khúc. Cảm ơn Sơn Tùng MTP và MTP Entertainment đã đồng ý cho Giang được hát ca khúc này. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.